ngày 4 tháng 6 năm 2017, tại nhà hàng Kim Sơn Houston, Texas, Hội Ái hữu Cảnh sát Quốc gia Houston, Texas đã tổ chức buổi lễ kỷ niệm 63 năm ngày thành lập. Đại hội lần thứ 18 Ngày Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa tưởng niệm tri ân các anh hùng chiến sĩ Cảnh sát Quốc gia, quân đội đồng minh và dân quân các chính đã hy sinh trong sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc miền Nam. Tổ quốc chúng ta luôn luôn ta trung thành, cảnh sát quốc gia công minh liêm chính, thề đem tâm trí với cam trường dựng xây quê hương và tranh đấu, luật pháp quốc gia công tâm thi hành, cảnh sát chúng ta phục vụ dân chúng, cùng nhau tái thiết nước non nhà, nguyện xây truyền thanh báo chí. Hôm nay cũng như thường lệ mọi năm, gia đình Cảnh sát Quốc gia Houston chúng tôi tổ chức ngày truyền thống Cảnh sát Quốc gia 1 tháng 6. Có thể nói một cách khác là ngày cảnh lực Cảnh sát Quốc gia. Trải dài suốt 63 năm nhưng mà thể hiện là ngày 1 tháng 6 năm 1971. Nhằm mục đích để tưởng niệm tất cả những chiến hữu Cảnh sát quốc gia đã vì nền tự do, độc lập và pháp trị của miền Nam Việt Nam mà đã bỏ mình khắp tất cả các xã ấp cũng như khắp nẻo đường đất nước. Đồng thời chúng tôi cũng kỷ niệm và tưởng nhớ đến tất cả chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh chiến đấu để bảo vệ tự do miền Nam Việt Nam và lãnh thổ được độc lập. Chúng tôi cũng cảm ơn chiến sĩ đồng minh Hoa Kỳ và toàn thể quân dân Việt Nam đã tránh cái tị nạn cộng sản mà bỏ mình tất cả những nơi rừng sâu nước độc. Đó là cái ý nghĩa mà chúng tôi tổ chức ngày truyền thống hôm nay. Nhân đây chúng tôi cũng có đôi lời cảm ơn tất cả quý vị, nhất là tất cả anh em khóa 8 từ Cali đã đi về đây để hội ngộ ngày hôm nay. Một cái buổi lễ hôm nay mà được thành công, được sự giúp đỡ rất là nhiều của quý vị Mạnh Thường Quân cũng như là khách, tất cả quý vị đã đến đây giúp đỡ. Thay mặt Hội Ái hữu Cảnh sát Quốc gia, tôi nhiệt liệt chào mừng toàn thể quý vị. Trong cái chiến tranh của Việt Nam thì lực lượng Cảnh sát Quốc gia được giao cái nhiệm vụ về an ninh diện địa và tình báo diện địa, đặc biệt là nhiệm vụ vô hiệu hóa tất cả hạ tầng cơ sở của Cộng sản trên toàn lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa, từ thôn ấp, xã, quận cho tới thành thị. Với cái đà tiến của chiến tranh, lực lượng Cảnh sát Quốc gia từ cái nhiệm vụ sơ khởi là thi hành luật pháp quốc gia và bảo đảm an ninh trật tự cho dân chúng đã đi tới vai trò chiến đấu. Thì trong cái tuần tiết ngày 30 tháng 4 thì có Trung tá Long của Cảnh sát Quốc gia đã tự nhận ở trước đài tưởng niệm Thiếu quân lục chiến và trước Quốc hội, và Đại tá Trần Văn Hai
trước tổng giám đốc của cảnh sát quốc gia, ông ta cùng biểu phái đến lực lượng của một lượt với chúng tôi năm 1968, lúc đó là tư lệnh sư đoàn 7 cũng đã tuân tiết. Còn những người sĩ quan cảnh sát thì đi vào trong trại cải tù, chúng đã trù dập, chúng đã cố gắng tìm hiểu và tất cả những cái hoạt động nào mà cảnh sát đã làm, nhưng mà không, chúng không khai thác gì cả hết. Cái một nữ sĩ quan của một đơn vị tình báo là thiếu tá Thiên Nga đã ở 14 năm tù nhưng mà cũng không khai gì cả. Và đối với một chuẩn tướng đã bị bắt, cái câu hỏi đối với vị chuẩn tướng này là từ đầu tới cuối cộng sản muốn biết tại sao Việt Nam đã thả tất cả những tên lãnh đạo cộng cán bộ cộng sản cao cấp ở tại Côn Sơn mà đi về. Chúng nghi ngờ rằng CIA và miền Nam đã móc nối và để tổ chức những cán bộ cao cấp nhất của đảng cộng sản không khai thác được, nên cuối cùng là nó đã đầu độc lần thứ ba và chết chuẩn tướng. Nhưng một lần nữa nhấn mạnh là lực lượng cảnh sát quốc gia đã làm được nhiệm vụ được quốc gia giao phó, là cùng với các chiến hữu bên quân đội bảo vệ miền Nam và tất cả là tiêu diệt những hạ tầng cơ sở. Do đó cái buổi lễ ngày hôm nay, như tôi nói, là ngày đại hội lần thứ 18 của cảnh lực, tức là lực lượng cảnh sát quốc gia Việt Nam Cộng Hòa. Và cái đề tài là chúng ta sẽ tưởng niệm và tri ân tất cả thành viên của cảnh sát quốc gia cũng như các chiến hữu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã ngã xuống vì cái nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, giữ cái miền đất miền Nam tự do. Và chúng tôi đã làm những tất cả những hoạt động cần thiết, kể cả đối với Liên Hợp Quốc, để cho những anh em mà đã ngã xuống cái nghĩa trang Biên Hòa sẽ được tái thiết lập lại, sẽ chấn chỉnh lại. Tôi tuyên bố hơi sớm một chút nhưng mà tôi để kết thúc. Đó là cái ý nguyện mà của tất cả các chiến hữu của bên quân lực Cộng Việt Nam Cộng Hòa cũng như bên sản quốc gia. Tôi xin chấm dứt ở đây và một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị. Cảm ơn Thiếu tướng rất nhiều. Đây cũng là một cái sự vinh dự cho Hiếu Bậc Võ có mặt ngày hôm nay để tham dự cái kỷ niệm ngày hội ngộ cảnh sát quốc gia, cái truyền thống của cảnh sát quốc gia. Gia đình cảnh sát quốc gia đã làm rạng rỡ và hãnh diện cho cái tập thể người Việt của chúng ta tại thành phố Houston và đã đóng góp vô trong những cái công việc làm rất là nhiều. Thứ nhất là giữ vững cái tinh thần mà tranh đấu cho tự do nhân quyền của đất nước của chúng ta, và cũng như đóng góp vô sự phát triển lớn mạnh của tập thể người Việt của chúng ta tại Houston. Một lần nữa Hiếu Bậc Võ rất là hãnh diện có mặt ngày hôm nay, và cũng để cảm ơn tất cả quý đồng hương đã cho cơ hội cho Hiếu Bậc Võ về nhà lập pháp. Thì một lần nữa đây là một cái sự hãnh diện, chúng ta sẽ lúc nào cũng mạnh dạn đem cái tiếng nói của người Việt của chúng ta và để phô trương ra cái nền văn hóa cũng như cái sự lớn mạnh của tập thể người Việt của chúng ta. Một lần nữa Hiếu Bậc Võ xin cảm ơn và tri ân tất cả những cựu cảnh sát quốc gia cũng như hội những bác các chú trong hội đồng quân đội đã đóng góp vô cái sự giữ vững của miền Nam Việt Nam cũng như cái sự phát triển lớn mạnh của tập thể người Việt của chúng ta. Cảnh sát quốc gia là lực lượng bảo vệ của Việt Nam Cộng Hòa, được thành lập từ năm 1955 cho đến năm 1975. Đây là một trong những lực lượng đóng góp vai trò quan trọng trong công tác phối hợp với quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Hội ái hữu cảnh sát quốc gia luôn mong đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, cả những người không cùng binh chủng, yêu quê hương và mong đất nước được độc lập, để người dân Việt Nam thoát khỏi sự độc tài của loài quỷ đỏ và người dân Việt Nam được sống tự do, an lành, dân chủ, hòa bình. Hội ái hữu cảnh sát quốc gia Houston, Texas được thành lập vào ngày 27 tháng 6 năm 1999 tại quán Diên Hồng, đường Nguyễn Huệ, trước đây là đường Mai Lâm tại Downtown Houston.
vì cái bảo vệ cái nền độc lập cũng như phát trị, cho nên đã nhiều người phải hy sinh. Và cũng là kỷ niệm của tất cả quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh cho chiến đấu cho cái bờ cõi cho miền Nam Việt Nam, cũng như kỷ niệm toàn thể quân dân Việt Nam Cộng Hòa đó, đã vì cái chế độ tự do mà vượt biển. Đó là ý nghĩa cái ngày truyền thống ngày hôm nay.